lý do Ukraine có thể sẽ không nhận được một xu viện trợ mới của EU. Hungary tuyên bố Ukraine sẽ không nhận được một xu viện trợ mới nếu không hạch toán số tiền mà EU đã cấp. Một quan chức cấp cao của chính phủ Hungary cho biết Budapest sẽ chặn thêm viện trợ của EU cho Ukraine nếu Kiev không hạch toán số tiền đã nhận được từ Bruxelles kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga, Reuters đưa tin. Ông Gergely Guliak, người đứng đầu văn phòng thủ tướng Hungary, cho biết có nhiều cách kỹ thuật để tài trợ cho Ukraine cũng như giúp đỡ trong lĩnh vực nhân đạo. Ông Gulias nhấn mạnh, Hungary không phản đối việc từng nước EU hỗ trợ cho Ukraine, nhưng cần phải có sự nhất trí liên quan đến bất kỳ thay đổi nào đối với ngân sách EU. Tuy nhiên, theo ông, ngân sách này đang được cân nhắc sửa đổi. Ông Gulias nói thêm, Hungary sẽ đảm bảo rằng Ukraine sẽ không nhận được một xu viện trợ mới nếu nước này không thể hạch toán được số tiền mà EU đã cấp. Vào tháng 6, Chủ tịch Ủy ban châu Âu yêu cầu tăng 66 tỷ euro, 70 tỷ đô la cho ngân sách dài hạn của EU, bao gồm 17 tỷ euro, khoảng 18 tỷ đô la để viện trợ cho Ukraine. Theo dữ liệu của EU, Liên minh và các thành viên riêng lẻ đã cung cấp cho Kiev hơn 88 tỷ đô la hỗ trợ tài chính, quân sự, nhân đạo và người tị nạn kể từ tháng 2 năm 2022. Ông Gulias nói, Thật vô lý khi Brussels tiếp tục giữ lại nguồn tài chính của EU dành cho Hungary trong khi tìm cách chi thêm tiền cho Ukraine. Chúng ta hãy hy vọng rằng số tiền đó không phải được chi vào việc khác. Chúa cấm nó được trao cho một quốc gia ngoài EU, ông nói thêm. Liên minh châu Âu đã định chỉ khoảng 7,5 tỷ euro, 7,9 tỷ đô la tiền phân bổ cho Hungary vào năm 2022 vì những lo ngại về quy định của pháp luật. Chính quyền Hungary thực hiện cách tiếp cận cân bằng đối với cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev. Budapest cung cấp viện trợ nhân đạo nhưng từ chối gửi vũ khí cho chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Hungary cũng liên tục kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình và chỉ trích các biện pháp trừng phạt Nga của EU, cho rằng chúng đang làm tổn thương EU hơn là Nga.